Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 đã chính thức khởi động với hành trình chinh phục chiếc vương miện của Toan 60 người đẹp xuất sắc nhất. Trong số các ứng viên, những mỹ nhân được để ý số 1 có thể kể đến Thúy Dân, Tường Linh, Thu Trang. Tuy nhiên trong tập 2 truyền hình thực tế, ứng cử viên tiềm năng nhất lại khiến công chúng có phần thất vọng. Bằng chứng là ở thử thách bịt mắt các quân, Thúy Dân đi loạn choạng, kém cỏi xa cả một vài gương mặt mới. Cuối cùng người giành chiến thắng là Đào Thị Hà. Cô không quá xa lạ đối với những người giỏi theo các đấu trường sắc đẹp. Đào Hà từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, năm đó Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu. Nhan sắc rạng rỡ của mỹ nhân này được so sánh với ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Đào Thị Hà là thí sinh xuất sắc nhất đang thu được đánh giá cao từ khảo. Đào Thị Hà có nhan sắc ngọt ngào, được ví là phiên bản sao của Hà Tăng. Năm 2016, cô ghi danh Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 5 với nụ cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cá tính khác biệt. Hình ảnh dự thi Hoa hậu cách đây 3 năm của Đào Thị Hà. Sau 3 năm yên ắng chờ thời, Đào Hà trở lại và đang được để ý tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Cô nổi bật trong dàn những thí sinh là người nổi tiếng mùa này.